Chào các bạn. Trong cái ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái dạng toán, đó là phương trình biến số phân ly. Chúng ta dùng bằng biện pháp là chúng ta tách biến. Đây là cái bài học của chúng ta. Tôi sẽ phóng to cái tiêu đề ở đây. Đấy, phương trình biến số phân ly. Ok chưa? Thì cái dạng phương trình ấy là cái dạng như thế này. Y phẩy sẽ bằng là fx hoặc là dx dy bằng với fx. Đây. Đấy. Cái dạng toán của nó là như thế. Cách giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi phương trình về dạng là fx, dx và dy, dy. Chúng ta sẽ biến đổi về dạng này. Đấy. Nhìn con rõ tôi chưa? Chúng ta biến đổi về dạng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy tích phân. Lấy tích phân hai vế mà ta thu được, đó là chúng ta sẽ lấy tích phân fxd và tích phân của dy. Lưu ý là nó cộng thêm c nữa nhé, nó có cộng thêm một cái biểu thức c nữa. Đấy, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhận xét rằng là phương trình nó sẽ có dạng là tới đoạn này này, tới đoạn này chúng ta sẽ nhận xét là nếu một phương trình nó có dạng ấy, f1x nhân cho r1y dx, đây này, chỗ này là dx nha, đây, chỗ này dx, f2x nhân cho r2y dy, thì ta sẽ biến đổi nó về dạng là, về dạng gì? Về dạng là f1x, copy dạng vào. Ok chưa? Chia cho f2x. Nghĩa là chúng ta biến đổi, chúng ta đưa biến x về cùng một vế và chúng ta sẽ đưa biến y về cùng một vế bằng j2y. J2y, ok chưa? Và r chia cho r1y. Đấy. Tôi phóng to lên để các bạn thấy. To sai 16 đi. Ok chưa? Đấy, chúng ta sẽ biến đổi nó về dạng đó. Lưu ý rằng trong trường hợp này chúng ta phải đặt điều kiện của nó. Vậy thì điều kiện là gì? Mẫu số thì luôn luôn khác không. Đúng không? Mẫu số luôn luôn khác không. Khác không. Đấy. Và G1Y nó cũng sẽ khác không. Ở đây tôi ngại phải dùng insert, dùng chèn biểu thức vào, chèn ký hiệu vào nên tôi ghi chữ khác luôn. Còn các bạn trên trong thực tế các bạn làm toán, các bạn ghi vào chữ khác vào nhé, ghi ký hiệu khác vào. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần lý thuyết. Chúng ta sẽ nhìn lại lý thuyết một lần nữa để chúng ta làm bài tập phương trình biến số phân ly dạng là như sau. Cách biến đổi và đưa về cùng một vế x ra x, y ra y, sau đó lấy phân nó lên. Còn nếu mà nó có dạng này thì chúng ta sẽ biến đổi nó về dạng phân số với điều kiện của nó. Ok, vậy là xong. Và chúng ta vào cái ví dụ như sau đây. Tôi sẽ vào một cái ví dụ. Đấy, x nhân cho 1 trừ y nhân cho y phẩy bằng trừ 2 nhân cho y. Và chúng ta sẽ giải phương trình như sau. Ở đây ta sẽ biến đổi cái phương trình này, chỗ y phẩy này ta sẽ thay vào là đây này, ta sẽ thay vào là bi chia cho dx bằng trừ 2 nhân cho y. Ok, và ta sẽ phóng to lên.
size 16 đi cho dễ nhìn. Đấy. Và chúng ta sẽ tương đương với cái gì? Bây giờ việc của chúng ta bây giờ ấy là chúng ta phải đưa này, nhìn lại các giải này, chúng ta phải biến đổi phương trình lên bây giờ là fxd và rd. Thì tại này ta sẽ biến đổi là chỗ này sẽ là 1 trừ y. Ở dưới này là y. Nếu mà nói y thì bên này là dy, được chưa? Bằng với gì? Bằng với bên đây là chắc chắn sẽ là x, đúng không? Ta chuyển về x trừ 2 chia cho x nhân cho dy, được chưa? Với y nó sẽ như thế nào? Với y vì nó là mẫu số cho nên nó phải khác không, đúng không? Khác không. Và x nó cũng sẽ khác không. Ok. Và việc bây giờ của ta rất đơn giản, đó là chỉ lấy tích phân lên mà thôi. Chúng ta sẽ lấy tích phân lên, tích phân hai vế nó lên, tích phân hai vế của cái này. Đấy. Lấy tích phân nó lên thì chúng ta sẽ được nó như thế này. Và lưu ý là chúng ta phải cộng đằng sau nó một cái hàng số. Đúng không? Và chúng ta sẽ tính toán tiếp dựa trên những cái công thức của chúng ta đã học. Chúng ta nhớ rằng đây là 1 trên x, chúng ta lấy tích phân, lấy đạo hàm ra thì nó sẽ bằng là loga nb của x, đúng không? Còn chỗ này 1 trừ y phần y, tích phân đạo hàm lên, tích phân lên thì chúng ta sẽ bằng là chúng ta tách ra là 1 trừ y trên y sẽ bằng là 1 trên y trừ cho 1, đúng không? Chúng ta sẽ lấy tích phân nó lên như ban nãy tôi nói đấy, tách phân số ra thì nó sẽ được cái này. Tích phân của 1 trên x thì nó sẽ được cái phần này. Ok. Bằng loga nb của x. Ở đây thì dễ rồi. Ở đây mà bạn nào không biết làm nữa là rất khó để nói, đúng không? Trừ y bằng gì? Trừ 2 nhân loga nb của x cộng với c, đúng không? Cộng đi là giảm vào. Ok, như vậy là đã xong cái bài ngày hôm nay, đúng không? Ngoài ra này, ta để ý một điều nữa này. Nếu mà chúng ta thay y vào đây, đúng không? Thầy y vào phương trình ban đầu này, phương trình số 1 ban đầu này, một đầu vào thì vế bên trái này, bên trái sẽ bằng 0 và vế bên phải dy phẩy nó cũng sẽ bằng 0. Cho nên ngoài ra chúng ta kết luận thêm nữa, ngoài ra y bằng 0 cũng là một nghĩa của phương trình. Đấy. Và bạn sẽ làm cho tôi cái bài tập về nhà sau đây. Đây là cái bài tập về nhà và tôi đã cho đáp số cho các bạn. Các bạn dựa vào lý thuyết đã học, dựa vào những ví dụ đã học để làm. Và ở đây này,
thanh toán các bạn có thể bỏ cái dòng cuối cùng này cũng được các bạn, không cần làm cái dòng cuối cùng này cũng được, chả sao cả, đáp án bạn vẫn đúng. Tuy nhiên là ví dụ như trong thang 10 điểm ấy, thì nếu bạn thiếu cái dòng này thì người ta sẽ chấm bạn là được 9 điểm thôi, chứ không nhiều. Đấy, không làm được 10 điểm được. Đấy. Và cái bài làm, cái bài giảng về phương trình biến số phương ly của tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo.